Mẫu Honda ZR-V 2023 vừa chính thức chốt giá bán cực hấp dẫn, liệu có sớm về Việt Nam đấu Toyota Corolla Cross hay không? Vừa qua, Honda đã chính thức công bố giá bán của mẫu Honda ZR-V 2023 dành cho thị trường nội địa. Theo đó, Honda ZR-V 2023 sẽ được bán ra với mức giá 23.235 USD, tương đương 577 triệu đồng, và sẽ chính thức về tay khách hàng vào ngày 21 tháng 4 năm 2023. Honda ZR-V 2023 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Cross tại thị trường này. Honda ZR-V 2023 sử dụng chung nền tảng với Honda Civic thế hệ thứ 11 với kích thước dài rộng cao lần lượt là 4567, 1839, 1621mm cùng chiều dài cơ sở 2654mm. Được xây dựng hướng đến nhóm đối tượng khách hàng trẻ tuổi, nên ngoại thất của Honda ZR-V 2023 được đánh giá là hiện đại, trẻ trung. Honda ZR-V 2023 cũng sở hữu nhiều trang bị và tính năng ấn tượng trong tầm giá, bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng full LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, điều hòa tự động hai vùng, vành la răng 18 inch, hệ thống đèn viền nội thất, màn hình thông tin giải trí, ghế trước có tích hợp tính năng chỉnh điện. Bên cạnh đó, Honda ZR-V 2023 còn có thêm gói công nghệ an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn. Về động cơ, Honda ZR-V 2023 sử dụng hai hệ truyền động, bao gồm động cơ 1.5, 4 xi lanh tăng áp và hệ truyền động Hybrid E-HEV của Honda. Đối với tùy chọn động cơ thứ nhất, Honda ZR-V 2023 có công suất tối đa 176 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn 240 Nm từ 1.700 đến 4.500 vòng trên phút, trong khi con số này ở tùy chọn động cơ thứ hai là 181 mã lực và mô men xoắn 315 Nm. Đi cùng các tùy chọn động cơ này là hệ dẫn động cầu trước và hộp số CVT. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu Honda ZR-V 2023 có được phân phối tại khu vực Đông Nam Á hay không. Tuy nhiên, theo giới thạo xe, khả năng cao Honda ZR-V 2023 sẽ sớm gia nhập thị trường này để có thể giành thị phần của đối thủ Toyota Corolla Cross.